Chào các bạn, Quỳnh Mai chúc các bạn ngày mới vui khỏe, bình an. Hôm nay Quỳnh Mai đi lại nhà người chị để tham quan cái vườn hoa và cái vườn rau của chị mình. Mời các bạn đi theo chân mình nha. Đây là nhà của chị mình. Đó. Mình từ từ đi vào, đây là cái nhà phía trước. Có trồng rất nhiều cây kiểng đó các bạn. Đó. Bây giờ mùa thu thì ở trước nhà chị mình có trồng cúc đại đó. Bây giờ mình đi từ ngoài vô trong thì mình gặp một bụi ớt ở chính giữa sân. Các bạn nhìn thấy cây ớt này là cây ớt năm màu. Đó các bạn nhìn thấy rồi. Màu đỏ là nó đã chín rồi. Rồi màu cam là nó sắp chín. Là màu vàng, trước hết là nó màu tím các bạn. Các bạn nhìn thấy cái màu tím này đẹp ghê chưa? Đó, màu tím, rồi tới màu vàng, rồi tới màu cam. Đó, những trái ớt này màu cam, rồi màu vàng. Đó. Cuối cùng nó chín thì nó thành màu đỏ các bạn. Tròn tròn rất là dễ thương luôn. Đó, các bạn nhìn xem bụi ớt năm màu của chị mình rất là đẹp. Nó có phân đầy đủ nên cái trái của nó no tròn luôn các bạn nhìn xem. Đó. Mình rất là mê luôn. Nếu mà Tết Việt Nam mà mình được vài bụi ớt năm màu này mình chân Tết rất là đẹp đó các bạn. Mình đi ra xa cho các bạn nhìn thấy toàn bộ cái ớt nó đủ màu hết. Cái màu tím của nó rất là dễ thương đó. Tím đậm rất là dễ thương luôn. Rồi màu đỏ, màu cam, màu vàng, năm màu. Trước hết những cái trái mà mới bắt đầu nó đậu trái là nó màu tím. Đó, các bạn thấy nó nhỏ xíu á là nó màu tím, để lớn lên nó màu tím tím lợt đó, tím lợt xong rồi tím đậm rồi tới màu vàng rồi tới màu cam rồi nó chín thì nó màu đỏ các bạn. Đó. Tuy là ớt kiểng nhưng mà nó rất là cay và thơm đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi từ từ vào trong cái vườn hoa ở phía trước nhà chị mình. Đó, đây là cúc. Cúc này cúc đại đó Việt Nam đó các bạn. Nó có nụ quá chừng luôn. Bạn xem, có nụ rất là nhiều. Còn này là cúc mâm xôi. Này cúc đại đó. Đó. Còn này cái bông sứ Thái Lan. Chị mình được hai cái củ. Đây cũng ớt năm màu nè các bạn. Rồi được hai chậu. Cái này là Triệu Quỳnh. Là cây cho mùa Giáng sinh đó các bạn. Còn được cây sứ Thái Lan khổng lồ luôn. Đó. Bên đây thì cúc đại đó. Còn những cái cây này Evergreen là tới mùa đông nó cũng màu xanh luôn, được cắt hình tròn rồi bông hồng. Còn cái cây này là cây Wata các bạn. Cây Wata này màu đỏ, nó chưa tới mùa nên nó chưa có trổ bông cúc đại đó. Đó, đây là vườn hoa ở trước nhà của chị mình. Rất là gọn gàng, ngăn nắp các bạn. Tức là mùa đông ở trước chị mình vẫn giữ được màu xanh lá cây, không có bị úa tàn. Đó. Rồi bây giờ mời các bạn đi theo chân mình ra vườn rau nha. Cây này cũng là cây Evergreen luôn nè các bạn, cao lên tới nóc luôn. Còn cây này là cây mai Mỹ đó, được hai bụi các bạn.
Giờ mình đi ra làm sao cho các bạn coi vườn trái cây của chị mình. Bây giờ mình xin giới thiệu cái vườn rau trước. Đây là chậu lá lốt các bạn, rau lá lốt. Còn đây là rau răm, chị mình cũng có trồng cái cây thanh long, nó bò trên tường các bạn, nó ra cái rễ rồi nó bám vô trong tường, nó chưa có hoa các bạn. Đó. Đây anh trồng được cây ớt hiểm. Đó, các bạn thấy trái nó nhỏ nhỏ không? Đó, trái ớt hiểm. Mà cái này là chỉ địa chứ không phải chỉ thiên. Còn cây này là cây cây này cây gì mình quên mất tên rồi các bạn. Còn đây là cây ớt năm màu, mà bây giờ nó biến thành màu đỏ hết rồi, nó chín hết rồi các bạn. Rồi mình đi qua vườn rau. Rau của chị mình cái này là rau lan các bạn, mọc chung với lại khoai lang tây. Này là lá tầng ô, bạc hà. Đó, bạn thấy. Còn mọc dải này là hoa hoa mai của Mỹ các bạn. Đây là cây hoa lài. Này bông xứ nhà này. Còn anh mình cũng vô xả vô chậu đặng mùa đông đem vô nè các bạn. Để mùa xuân đem ra trồng, khỏi cần đi mua các bạn. Đó, nó rau cần gì lá. Còn anh mình được hai bụi hai cây mai các bạn, đây làm hai cây mai mễ. Còn bông đó là bông hồng anh các bạn, bông hồng anh. Người ta quỳnh anh thì bông màu vàng, còn hồng anh thì bông màu hồng các bạn. Được chậu gừng. Còn bên đây là một bụi môn khổng lồ các bạn. Còn bên đây là các bạn thấy bí đó, có trái bí tròn các bạn. Đó, có trái bí tròn mà nó nằm dưới đất, không phải ở trên vàng. Đó, anh mình trồng cho nó bò dưới đất. Bí viên gái này là bí, được một trái. Hôm trước chỗ này là trồng bông mà bây giờ cái dây bí nó bò các bạn, dây bí nó bò nên nó khuất bông, nó khuất ở dưới. Đây là bông vàng thọ của Mỹ. Đó. Thì đây là vườn rau dựa vào hàng rào ở đằng sau các bạn, cũng tươi tốt các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra vườn trái cây. Các bạn nhìn thấy bầu trời à, đẹp ghê không, có mây mây có đốm mây trắng đó, nhìn rất là lạ luôn và đẹp. Bây giờ là hoàng hôn rồi các bạn. Các bạn nhìn thấy hoàng hôn đẹp ghê chưa? Hôm nay bầu trời trong xanh, có mây trắng đốm 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 rất là đẹp. Đằng kia có cây cổ thụ các bạn. Đó, vườn chị nhà mình. Còn đây là cái cây đậu bắp đỏ, nó lên cao quá chừng luôn, cao hơn mình đó các bạn. Cũng vẫn còn có trái nhưng mà nó nhỏ, nó cao lên nên nó đẹp rồi các bạn.
nhưng mà nó rất là cao luôn. Anh mình trồng đậu bắp lên rất là cao, màu đỏ rất là đẹp. Người ta nói ăn đậu bắp đỏ trị bệnh đó các bạn đó. Còn đây là hành, hành lá, quá trời hành lá luôn. Còn đây là một bụi hẹ khổng lồ, không có bông, chỉ có lá không đó các bạn. Tốt ghê chưa. Đây là vườn rau thứ hai của chị mình. Rồi bây giờ mình mời các bạn lại xem trái cây nha. Đây, chị mình có trồng hai cây hồng, hai cây hồng giòn mà bây giờ trái nó chín vàng rồi nè các bạn. Mình xem lên tới trên ngọn luôn đó, các bạn nhìn thấy mê chưa, chín vàng hực luôn đó. À, trái không, không có lá các bạn. Các bạn nhìn xem đậu trái quá trời luôn. Ở đây vườn chị mình không có sốt nên những cái trái này nó còn nguyên hết các bạn. Đó. Khi chín thì ra hái vài trái vô ăn, còn nhiều để toàn ten trên cây cho nó đẹp mắt các bạn. Đó, đó là cái cây hồng giòn thứ nhất. À, mới trồng được có 1,5 năm mà có trái rồi đó các bạn. Các bạn nhìn xem nó đậu trái ở trên ngọn không, vàng hực luôn. Còn cái cây thứ hai là nó đậu ở phía dưới các bạn. Đây, cây này thì trái to hơn mà nó đậu ở phía dưới. Nhưng mà ở trên ngọn cũng có nè các bạn. Đó. Mình nhìn mình thấy mê luôn. Vườn mình chưa có trồng trái cây các bạn, tại vì mình đào lỗ đá không nên mình chưa có đào lỗ nổi. Ở dưới gốc của cây hồng giòn này thì anh mình cũng trồng cái cây ớt năm màu nè, đẹp đấy chưa. Màu vàng của trái hồng giòn đẹp, rồi về màu ớt tím đó, các bạn nhìn thấy ớt tím cùng hết. Các bạn nhìn thấy hai cây hồng giòn thấy mê ghê chưa, không có lá chỉ có trái thôi. Vậy hôm nay Quỳnh Mai giới thiệu cho các bạn tham quan vườn hoa và vườn trái cây của chị mình cho các bạn xem cho vui. Đó, đây là quang cảnh ở nhà của chị mình. Đó, các bạn nhìn thấy trái hồng thấy mê luôn. Mấy chục trái một cây đó các bạn. Có 1,5 năm là có trái. Đó. Cây bên đây là nhiều hơn. Vậy video tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Quỳnh Mai, đăng ký, chia sẻ, like để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.